Hello anh em, lại là Hoàng đây. Hôm nay thì mình có hai món đồ ở đây. Một là chiếc iPhone 11 Pro Max với giá hơn 30 triệu, có thời lượng pin là gần 4.000 mAh. Và thứ hai là chiếc sạc không dây mình mua trên Shopee với giá là 39.000. Vậy thì hôm nay mình sẽ cùng thử xem chiếc iPhone 11 Pro Max này sử dụng chiếc sạc không dây này sẽ sạc trong thời gian là bao nhiêu lâu thì pin sẽ đầy nhé. Đây là chiếc sạc 39k của chúng ta. Bây giờ mình sẽ tháo ra rồi sạc thử vào cho chiếc iPhone 11 này đây nhé. Rồi, mời ra xem nào. Đây, hộp khá đơn giản thôi. Một chiếc sạc không dây, một cái dây micro USB và một tờ hướng dẫn sử dụng. Rồi, ok. Đây, sạc này thì chỉ có cái dòng da ấy, nó là 1mA thôi. 1A, 1A. Đấy, tức là chỉ sạc ngang với những sạc thường thôi. Rồi mình sẽ cắm nó vào cái cục sạc Samsung ở đây để sạc vào chiếc iPhone 1 này nhá. Đây, chúng ta thấy khi mà cắm nguồn điện vào thì sạc đã có điện thì nó sẽ hiện máy đèn đỏ ở đây. Khi mà chúng ta đang sạc không dây thì nó sẽ đổi thành đèn xanh. Đây, đã sạc thì thay đèn xanh như này. Đó, và hiện tại chiếc iPhone của mình đang còn đây là 9%. Bây giờ thì mình làm ở đây, mình sẽ cắm sạc và để xem sau 30 phút thì để xem nó lên được bao nhiêu phần trăm pin nhé. Ok, đã sạc ở đây rồi. Đó, đã hiện dung lượng sạc lên đây rồi. Để cùng chờ nhé. Ok, như vậy được 30 phút rồi, mình thử xem bao nhiêu pin rồi nào. Đây, chiếc máy lên đến 17% pin sau 30 phút, tức là từ 9% lên 17%, nó là 8% sau nửa tiếng. Bây giờ mình sẽ chờ sau một tiếng nữa là đến 1:30 ở đây thì mình xem là nó sẽ là được bao nhiêu pin nhé. Ok, như vậy là đã 1 tiếng nữa rồi. Và đây, mình sẽ xem là chiếc iPhone 1 của mình lên 30% pin ở đây. Ở đây đã lên được 30% pin rồi. Từ 17 lên 30% sau 1 tiếng, tức là chúng ta còn khá lâu nữa thì mới xong được pin đấy. Giờ mình sẽ cắm đến khi nào nó đầy pin thì thôi nhá. Như vậy là đã 3 tiếng rưỡi rồi. Và đây, mình sẽ xem iPhone của mình là bao nhiêu phần trăm pin rồi đây. 60%. Sau 3 tiếng rưỡi là từ 9% lên đến 60%, tức là 50%, 51%. Thì cái này có nghĩa là 7 tiếng sẽ đầy pin được chiếc iPhone của mình. Ok, thực ra thì ban đầu mình định sạc đầy thẳng cái chiếc iPhone 11 Pro Max này cơ. Nhưng mà chung cư khu nhà mình có lịch cắt điện, cho nên là mình chỉ sạc đến 5% này thôi. Đấy, thì sau 3 tiếng rưỡi thì cái sạc 39.000 này sạc được chiếc iPhone 11 Pro Max của mình từ 9% lên 60%, tức là đã sạc được 51% sau 3 tiếng rưỡi. Thì đồng nghĩa với việc là để sạc đầy cái chiếc iPhone 11 Pro Max này thì nó sẽ tốn thời gian khoảng tầm 7 cho tới 8 tiếng đồng hồ. Đấy, nói chung là nhìn chung thì chiếc sạc không dây 39.000 này nó hoạt động mình thấy thế là ổn. Tốc độ tất nhiên là chậm rồi, 39.000 thì không ai có thể hy vọng là nó mang lại tốc độ sạc siêu nhanh như những con sạc vài trăm nghìn được. Nhưng mà với anh em nào mà vã quá rồi thì mua con này về nghịch tạm thì vẫn được, vẫn có thể đáp ứng được cái nhu cầu là sạc không dây
cho anh em, chỉ có cái là không sạc nhanh được thôi. Đấy. Nếu anh em nào có tâm thì mình để link của cái sản phẩm sạc không dây 39.000 này ở dưới phần mô tả nhé. Còn bây giờ thì chắc thế thôi nhở. Mình phải chuẩn bị nguồn nến nhất các thứ về để chuẩn bị cái sự kiện là cắt điện chung cư đã. Thế thôi nhé. Bye bye.